Bạn thân mến, chỉ còn 2 chủ nhật nữa là chúng ta sẽ tạm biệt năm 2022 để bước sang năm 2023. Trong thời khắc năm cũ chuẩn bị trôi qua, chúng ta thường nhìn lại một năm vừa qua để xem được mất, thành bại của bản thân năm qua thế nào để làm động lực và bàn đạp cho bản thân năm mới. Năm 2022, lĩnh vực tài chính của bạn thế nào? Là một năm thu nhập tăng, tiết kiệm được nhiều và đầu tư hiệu quả, hay lại là một năm tiếp tục xé nháp của bạn? Lại một năm cũng làm lụng như bao người mà nhìn lại không có khoản dư nào để ra. Bao nhiêu kế hoạch và quyết tâm tiết kiệm đặt ra từ đầu năm bốc hơi. Bạn đánh giá rằng mức lương của mình có được chỉ đủ để đáp ứng những nhu cầu chi tiêu. Bạn nhìn lại và nhận thấy rằng những khoản chi năm qua, khoản nào cũng là khoản nên chi. Bạn thấy mình đang sống trong một xã hội rất mở và kết nối, việc giao thiệp, du lịch, mua sắm là không thể không có. Hơn nữa, giá cả hàng hóa đang ngày một đắt đỏ. Nào, dừng lại. Nếu bạn đang gật gù với những điều tôi vừa đưa ra, thì bạn đang gặp rắc rối chắc rồi. Tất cả những điều trên chỉ là lý do ngụy biện cho việc chi tiêu và tiết kiệm của bạn đang có vấn đề. Không một lý do nào có thể biện minh. Nếu bạn cần người đồng cảm với những lý do đó, thì hãy tìm đến người bán hàng. Trong chuỗi series sách nói Thịnh Vượng Tài Chính Tuổi 30 đang được chiếu trên kênh, bạn có thể bắt gặp hình ảnh của một người luôn tìm được lý do cho việc tiêu dùng, thậm chí ngay cả khi vay nợ để tiêu dùng. Đó chính là nhân vật Chiêu Sốc Chun. Anh ta có thể được coi là thành đạt trong xã hội Hàn Quốc khi ngoài 30 tuổi là trưởng phòng của một công ty lớn với mức thu nhập cao. Thế nhưng sau bề ngoài hào nhoáng được nhiều người ngưỡng mộ, lại là nỗi căng thẳng, áp lực tài chính mỗi tháng khi phải thanh toán các khoản từ vay nợ mua nhà, mua xe đến các khoản nợ thẻ tín dụng tiêu dùng. Trước khi gặp được người thầy giáo đại học năm xưa, nay là vị giáo sư kiêm giám đốc điều hành khu vực châu Á tại một công ty tư vấn tài chính, anh vẫn nghĩ những thứ mình mua là xứng đáng, phù hợp với hoàn cảnh và địa vị của mình. Anh luôn cảm thấy, dù có cố gắng thế nào thì thu nhập cũng không hơn được mức hiện tại, và cho dù tiết kiệm đến thế nào thì mức chi tiêu vẫn vượt quá khả năng thu nhập. Bạn có biết điểm chung và cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu không thể tiết kiệm được của những người như Chiêu Sốc Chun là gì không? Đó là tiêu tiền vì thể diện bản thân, hay nói một cách trần trụi thì đó là tiêu tiền vì sĩ diện. Khi tiêu tiền dùng cho các món đồ sang xịn, ăn uống tại những nhà hàng, quán cà phê đẹp hay check-in tại các địa điểm du lịch, bạn sẽ được người khác đánh giá là thành công, nhiều tiền. Bạn sẽ được ngưỡng mộ và hưởng những lời tán dương. Rõ ràng, nhu cầu được tôn trọng là một trong những nhu cầu của con người được thể hiện trong tháp Maslow rất nổi tiếng. Và nó là một cảm giác gây nghiện. Ngoài nguyên nhân chính trực tiếp kể trên thì còn một nguyên do khác, mà nguyên nhân này là thứ ngấm ngầm gây ra nhiều hậu quả tài chính khác, không đơn thuần chỉ là không tiết kiệm được. Đó chính là thiếu kiến thức và năng lực quản lý tài chính. Nhân vật Chiêu Sốc Chun được người thầy giáo chỉ ra sai lầm không chỉ về cách quản lý tài chính mà còn cả thái độ đối với tiền bạc và chi tiêu, bằng cách nhận thức rõ về thực trạng tài chính hiện tại và hiểu rằng cần chịu 100% trách nhiệm với tình hình tài chính của bản thân, đưa ra kế hoạch tiết kiệm, trả nợ 70-30, xây dựng kế hoạch đầu tư. Hay nói một cách khác là xây dựng một kế hoạch tài chính toàn diện. Vậy bạn thì sao? Làm thế nào để cuối năm 2023 sẽ không phải là một năm xé nháp tiếp theo trong vấn đề tài chính của bạn? Muốn ngăn dòng tiền của bạn thất thoát, trước tiên phải tìm lỗ thủng và bịt nó lại. Đầu tiên, hãy bớt quan tâm về đánh giá của người khác về mình, ngừng tiêu tiền vì người khác. Tiêu tiền vì người khác là những khoản chi cho vẻ bề ngoài vì nó dễ thấy, dễ đánh giá và cũng dễ quên. Hãy tiêu tiền vì bản thân bạn, cho sự phát triển và giàu có của bạn. Đó là những tài khoản đầu tư, là những bất động sản, những khoản góp vốn kinh doanh hay là những khoản đầu tư và tri thức. Một lưu ý là, chuyện tiết kiệm và đầu tư cần thời gian. Đừng nóng ruột kiểu xuất phát sau mà muốn về đích trước. Hãy chậm mà chắc,
mà bền bỉ. Không tiết kiệm cực đoan, tức trước đây nếu như không tiết kiệm được thì bây giờ tiết kiệm đến 50 hay 70% thu nhập. Dài lắm thì vài ba tháng bạn sẽ bỏ cuộc. Thứ hai là không tiết kiệm không có mục đích, vì nó sẽ không đủ động lực để bạn duy trì lâu dài. Tài chính cá nhân cần sự kỷ luật và bền bỉ, nên bạn cần có một kế hoạch tài chính cụ thể và kỷ luật thực hiện nó. Năm cũ sắp qua đi, nếu như năm nay bạn coi là một năm nháp, thì hãy để bản nháp này có ý nghĩa. Hãy ngồi xuống, đặt bút tổng kết lại tình hình tài chính của bản thân, từ tài sản, nợ đến thu chi năm qua ra sao, điều mình đã làm tốt, điều mình cần cải thiện và kế hoạch cho năm mới là gì. Nếu bạn cần đánh giá tình hình tài chính hiện tại, mời bạn tải file Excel thông tin tài chính dưới phần mô tả và gửi về email tự do tài chính@azfin.vn để được chúng tôi hỗ trợ miễn phí. Hy vọng bạn sẽ chuẩn bị cho mình hành trang tốt để chuẩn bị bước sang năm mới với nhiều hy vọng và niềm vui. Chúc bạn có một cuối tuần ấm áp và vui vẻ.